Thì mình sẽ qua phần giới thiệu về theo ForVN, thì cái lĩnh vực hoạt động của bên trung tâm là về giải pháp về call center, voice IP, voice SMS, nói chung là về bên mảng VoIP rất là nhiều. Thì bên cạnh đó thì trung tâm cũng cung cấp các cái khóa đào tạo về DevOps nói chung. Trong đó thì có rất là nhiều mảng, các bạn sẽ thấy có Linux, LPI, Container, Docker, Kubernetes, Jenkins, Ansible, rồi Monitoring, Log Management và cả Cloud. Thì cái này nó nằm trong cái gọi là cái DevOps Roadmap mà mình cùng với trung tâm xây dựng. Thì cách đây khoảng vài tuần mình cũng có host một cái event chia sẻ về DevOps, cái roadmap này. Thì Jenkins nó nằm trong cái roadmap về DevOps mà xíu nữa mình sẽ lấy. Thì đây, là cái DevOps roadmap mà mình có dựa trên cái hackathon mình vẽ ra. Thì tất nhiên là những cái này thì nó mang tính tham khảo. Thì như các bạn sẽ thấy là có thể bạn muốn chuyển sang làm DevOps hoặc bạn vẫn là sysadmin nhưng bạn muốn làm sysadmin theo cái style của DevOps chẳng hạn, thì những cái kiến thức này rất là quan trọng với các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là trong cái nhánh này có một cái phần là CI/CD, thì cái Jenkins mình để màu xanh nghĩa là cực kỳ quan trọng ha. Nhưng mà tất nhiên là tùy vào môi trường, ví dụ như công ty bạn có thể dùng TeamCD, công ty bạn có thể dùng SQL CI, Travis CI, có rất nhiều product. Thì những cái màu xanh ở đây mình thấy là những cái mà nó phổ biến. Ví dụ như đối với một sysadmin hay là một DevOps nói thì kỹ năng về Linux mình nghĩ là nó phổ biến hơn là Windows, bởi vì bây giờ các bạn sẽ thấy là rất nhiều thứ cần kiến thức về Linux, container rồi Docker rồi rất nhiều thứ, mặc dù nó cũng có Windows đó, thì nó vẫn thiên về Linux nhiều hơn, kể cả Jenkins cũng vậy. Mặc dù mình cũng sử dụng Jenkins cho Windows. Thì ở đây mình không có hề có cái ý gì hạ thấp cái vai trò của gọi là các bạn về Windows sysadmin, nhưng mà có một thực tế là trong cái mảng enterprise thì Linux nó vẫn phổ biến hơn nhiều, nên kỹ năng về Linux nó cũng quan trọng hơn so với Windows. Thì đây chỉ là một cái mang tính tham khảo, nó có thể không có giống lắm với cái mà các bạn sử dụng, nhưng mà cái này các bạn có thể tham khảo và xây dựng cái lộ trình của mình, chuẩn bị những cái kiến thức cần thiết của mình. Và trong cái khóa này thì mình đang đi vào chỗ cái cây này, cái số 6 này CI/CD, thì các bạn học về Jenkins thì các bạn sẽ có kiến thức về CI/CD, và mình tin rằng khi các bạn sử dụng thành thạo Jenkins thì các bạn chuyển sang sử dụng bất kỳ một cái tool CI/CD nào trong này hoặc ngoài ấy, thì các bạn đều có thể sử dụng thành thạo, bởi vì quan trọng nhất là các bạn có được cái hiểu biết về CI/CD một cách hands-on, và các bạn có thể xây dựng cái pipeline sử dụng bất cứ một tool nào, nó không có nhiều khác biệt. Cái quan trọng nhất là bạn design ra một cái pipeline nó hợp lý, nó tinh gọn, và sau đó thì các bạn sẽ lựa chọn tool để triển khai cái pipeline của các bạn. Cái flow mới là quan trọng. Còn cái tool thì thực ra là khi các bạn đổ mạnh thì các bạn có thể sử dụng tất cả các tool này. Bản thân mình cũng sử dụng gần hết các cái tool này. TeamCD mình cũng xài, SQL CI mình cũng xài, Travis CI mình cũng xài, CodePipeline, Cloud Build. Mình chưa xài Azure DevOps nên mình cũng put vào đây, nhưng mà nó cũng là có GitLab CI, Bitbucket, cái đều đó sử dụng hết toàn bộ này, tùy vào ngữ cảnh, tùy vào nhu cầu mình đều có thể sử dụng. Thì đó là mình giới thiệu với các bạn về cái roadmap và tại sao mình có khóa học Jenkins, là vì nó là một cái nhánh cực kỳ quan trọng trong cái DevOps. Đây cũng là cái DevOps roadmap mà để nó dàn ra cho nó dễ nhìn hơn. Về bản thân mình thì mình giới thiệu một xíu, mình thì trông trẻ thôi nhưng mà mình cũng đi làm khoảng hơn 13 năm. Mình tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, nhưng mà mình vốn là học về điện tử viễn thông, nhưng mà từ năm thứ tư thì mình chuyển sang làm IT. Mình bắt đầu đi làm từ năm 2006, thì nếu mà nói về kinh nghiệm thì mình khoảng 14 năm kinh nghiệm. Thì
Hồi trước mình cũng bắt đầu bằng vị trí gọi là system engineer. Thực ra thì nó có ít nhiều giống với vị trí sysadmin, ngoại trừ việc là system engineer thì làm nhiều hơn công việc so với một sysadmin, tức là làm cả về network, làm cả về SAN storage, làm nhiều thứ lắm. Thì sau đó thì mình cũng chuyển sang làm cho một công ty Thụy Sĩ ở cái vị trí sysadmin kiêm phụ trách cái phòng NOC. Và bắt đầu từ đó thì mình chỉ làm cho các công ty nước ngoài. Mình chuyển sang làm cho một công ty của Pháp, sau đó là một công ty của Mỹ, rồi lại làm cho một công ty Thụy Sĩ, một công ty của Mỹ khác, và bây giờ thì mình làm SIE ở Ason. Một thú vui của mình nữa là mình thích kiếm certificate. Mình cũng có một vài cái mà mình có khoảng mười mấy cái, nhưng mà mình có một vài cái nó gọi là phổ biến thôi. Mấy cái nữa thì nó ví dụ về Oracle Solaris thì bây giờ nó cổ quá rồi, lâu lắm rồi mình cũng không xài. Nhưng mà mình thì mình làm việc với cloud nhiều và Kubernetes nhiều, thì cái môn đó thì mình cũng thích sưu tầm certificate cho vui thôi. Thì cái khóa học này nó là thời lượng của nó là 30 giờ chia làm 10 buổi ha. Thì trong đó là các buổi học thì các bạn sẽ có cả lab, và cái bộ tài liệu cũng đã đầy đủ. Nhưng mà mình có một thói quen là khi mình dạy á, thì dựa trên cái tài liệu đó thì và dựa trên cái nhu cầu của học viên á, thì trong quá trình dạy mình có thể mình sẽ sửa tài liệu đi một ít, update một ít của mình sửa nếu mình thấy nó mình muốn nó thành nó phù hợp hơn đối với cái nhu cầu của các bạn. Và thậm chí là nói chung là nó sẽ dựa trên cái việc là hướng tới học viên, cái nhu cầu của học viên, thì mình cũng hoàn toàn open để mình sửa cái tài liệu cho nó phù hợp. Nên là bên trung tâm sẽ gửi tài liệu cho các bạn, nhưng nếu có update gì thì mình cũng sẽ báo với bạn quản lý lớp để các bạn quản lý lớp gửi cái tài liệu mà update nhất cho các bạn.